bên phải Duy đây là bệnh viện Nguyễn Trãi gì? Bệnh viện Nguyễn Trãi là ngày xưa là bệnh viện Phúc Kiến có gì ha? Bên trái là Trần Tuấn Khải ha, bên phải là Nguyễn Duy Dương ha, bên góc kế là Trần Phú ha. Giờ Duy đi thẳng Nguyễn Trãi luôn cái gì. Phải Duy là bệnh viện Nguyễn Tri Phương ha. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là bệnh viện Quảng Đông ngày xưa thôi vậy. Rồi Duy về phải Nguyễn Tri Phương, đi thẳng là sẽ ngược chiều đấy. Nhưng mà nó bà đó ban đêm đi thẳng luôn rồi. Ngược chiều đó, các bạn để cái bảng dần dần đó. Xui xẻo là gặp công an ngay, còn không gặp công an thì cũng gặp người ta tông mình. Không nên chạy liều ha. Có thể mấy người đó nhà tại góc đó người ta lười, người ta đi thẳng luôn. Đường Hồng Vương. Bên trái là công viên Văn Lang thôi vậy. Ồ con nít đi patin hay ghê chưa. Nít chơi đã giỏi lắm.
mặt Duy là cắt ngang ở đường Ngô Quyền quý vị. Bên trái là trung tâm huyết học Hùng Vương quý vị. Và bên phải là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch quý vị. Bên trái là bệnh viện Đại học Y Dược quý vị. Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương nằm bên phải nha quý vị. Hùng Vương Plaza. Trước mặt là bên phải là đường Lý Thường Kiệt quý vị, ngã tư Lý Thường Kiệt. Bên phải là bệnh viện Phụ Sản Hùng Vương quý vị. Hồi xưa là xe đó không á, mà xe đó là hồi mốt thời thượng á, ngày xưa là trung tâm Thuận Kiều Plaza gì. Đúng đi.